Lạnh đang chạy yên lành tự nhiên không có lạnh lẽo gì hết. Lóc thì không nghe rung, giờ thì vẫn còn nóng. Áo ra thấy le bể nè. Kiếm mua thử được có hai tám cái hai cái relay từ trong cái lốc ra. Relay này thì đã thay mới, cái cũ là bể rồi. Relay mới thì relay này là bảo vệ lốc, còn cái relay để đóng ngắt bơm á, thì không thấy hoạt động mà nó cục kịch. Để tháo cái này ra coi. Như là cái này là lúc lắc cái này là chắc cũng bể rồi, cái này là mấy đóng ngắt điện nè. Đấy, cũng ướm ướm tháo thử nè. Đấy, cái này là xem mà tùm lum như nè, bể dụng hết trơn nè. Có cái miếng này giống cái cuộn khử từ của tivi hồi xưa này. Đúng rồi, chắc nó đó. Cái này điện vô mối bên này, nhưng mà trong này nó có hai mối. Đây là mối này chạy vòng lại đây, rồi vòng đây là nó qua cái con, nó kẹp vô cái con này, này bể nát rồi. Vậy là cái này nó đoán mạch thì khi này. Nếu mà giống cuộn khử từ hồi xưa thì mới cấp điện thì cái này điện nó qua trực tiếp, sao mà nó chạy lát nó nóng, cái này thì nó ngắt, cái này giờ bể là mất điện rồi. Cái này để tìm mua mới thôi chứ mình không có chế được. Nếu mình ấy thì mình đấu thẳng cái này qua chạy cho nó lạnh hơn rồi mình biết là tủ mình không có hư cái gì mà nó hư cái cục này. Hai cái mối ăn điện ở bên ngoài là hai mối này. Đây cũng có mối điện bên này. Thì bốn mối nó nằm vậy. Cái này cái giống cái đồng xu, nó ăn bên này má, cái này ăn bên này má. Hai cái này cách nhau bởi cái miếng này. Cái miếng này nó giống cái đồng tiền rồi, bể nát à. Hai mới. Cái cũ là bể rồi. Relay mới thì relay này là bảo vệ lốc, còn cái relay để đóng ngắt bơm á, thì cái này nó gắn vô cái này, gắn cái này trước là bây giờ một thằng nóng giòn như điện. Chạy 10 năm rồi thay rồi nó cũng rửa. Đấy. Cái nắp. Đóng nắp lại luôn đi. Rồi bấm điện thử ra chạy thì gắn cái này vô luôn là xong. Dễ nhiệt cho cái lốc.
góc nó gừ, lóc nó gừ là nó đúng, còn nó không gừ là thua. Đúng vậy. Đóng điện rồi đó. Đó, vừa đóng rồi đó. Lát nó lạnh nữa là ok.